Xin chào tất cả các bạn, mình là Huy. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đức. Đây là clip thứ 3 trong loạt clip hướng dẫn về tập côn nhị khúc từ cơ bản đến nâng cao do mình và bạn Minh Đức trực tiếp hướng dẫn. Ở clip thứ 3 này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tập hai tay cùng một lúc những động tác ở clip thứ 2 vừa rồi. Trước tiên chúng ta cần có hai đôi côn đồng bộ về kích thước và trọng lượng và độ dài dây xích. Đấy. Trước tiên chúng ta tập những động tác cầm thuận tay. Đây, chúng ta cầm thuận thế này và cách đầu côn 2 cm. Rồi chúng ta thả xuống, chúng ta đánh số 0 ngược từ dưới lên ở phía ngoài. Đấy. Quay ở phía ngoài ngược từ dưới lên. Đấy. Đây. Ok, thôi, chúng ta quay số 0 ngoài thuận từ trên xuống như này. Các bạn chú ý để tập theo nhé. Những cái này rất đơn giản thôi. Thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tập dâng cùng một lúc. Đây, dâng cùng lúc này. Nó sẽ quỹ đạo nó sẽ rất là lớn nên là mình phải đứng rộng hơn một chút. Đây. Nào, ngược từ dưới lên nhá. Up. Dâng lên, đưa ra sau, dâng lên, đưa ra sau, rồi đấy, bạn Đức có thể dừng lại thôi, xoay người, bạn Đức ra đây, ra giữa, xoay người sang bên kia, ok, thì đấy được, thế nào được, rồi, chuẩn bị, up, dâng, đấy, các bạn có nhìn thấy không, đó, cùng lúc, thôi giờ xuôi nào, lưng lưng sẽ đẩy tay ra phía sau đấy, giống như là tại đoàn vu cánh ấy đấy. Đây là đánh xuôi cùng lúc hai tay, thôi bây giờ chúng ta sẽ đánh số 0 ở trong như thế này nhá. Đấy. Chúng ta đẩy hất hất từ ngoài vào thế này nhá. Là chuẩn bị. Up. Cố gắng để thân côn nó chặt nhau nhá, hai tay đưa thẳng trước mặt. Đó. Ok. Thôi, bạn Đức đứng ra giữa và thực hiện. Up. Đó, nó sẽ như vậy nhé các bạn nhé. Thôi, bạn Đức quay lưng lại. Thực hiện. Up. Đó. Thôi, bạn Đức quay mặt ra phía thằng này. Làm ngược lại, bổ từ trong ra, đó, nãy chúng ta đánh từ ngoài vào, rồi đánh từ trong ra, ngược, và bây giờ là xuôi, đó, các bạn chú ý nhá, ôi, bây giờ các bạn chú ý này, nãy là tất cả là cùng chiều, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đánh ngược chiều. Tất cả những động tác đó đánh ngược chiều nhá. Như sau này. Vẫn là để ở ngoài này. Bây giờ nó sẽ khó hơn một chút. Nãy là chúng ta quay thì nó cứ cùng chiều thế này thôi. Nhưng mà bây giờ sẽ là ngược chiều như này này. Bây giờ tay trái đưa lên, quay lên, tay phải quay xuống. Đó. Nó sẽ là quay ngược chiều nhau. Nó sẽ hơi khó một tí đấy nhá. Ôi, bạn Đức đứng xoay ngang và thực hiện đi. Đó, nó sẽ ngược nhau. Các bạn có thấy nó chạy ngược nhau không? Bạn Đức đánh chậm một chút nào, cho dễ nhìn nào. Đấy. Đánh chậm cho dễ nhìn hơn. Ôi, bạn Đức đứng nguyên như vậy, đánh tay trái lên. Tay trái đánh ngược này.
tay trái đánh ngược. Đây là đánh ngược dưới lên và tay phải đánh xuôi. Đúng rồi. Và tay phải bây giờ bắt đầu đánh xuôi này. Đấy, các bạn nhớ là thực hiện như vậy nhá. Nó sẽ ngược nhau đấy nhá. Đấy, sau đó các bạn có thể thực hiện ngược lại là tay phải đánh ngược và tay trái đánh xuôi xuống. Nó là như vậy. Ok. Thôi, bạn Đức quay ra giữa màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tập động tác số 0 trong ngược chiều nhau. Đấy. Bây giờ chúng ta lại đánh bên tay trái ngược. Đúng rồi. Hất ra trước. Đấy, sau đó tay phải đẩy từ trong ra. Đấy, sẽ rất khó. Đấy. Đấy, đúng rồi, bạn Đức đã làm ngược. Nó sẽ rất khó. Nếu các bạn để ý đây sẽ đi không? Sẽ bị ngược chiều nhau. Nó phải cùng tốc độ, cùng mặt phẳng, nếu không va vào nhau. Ôi, bạn Đức xoay ngang. Rồi, đánh tay trái từ ngoài vào. Chính xác như vậy, sau đó tay phải đẩy về trong ra. Phải cùng nhịp. Đó, cố gắng không để nó chạm vào nhau nhá. Và tốc độ làm sao cân đối cho nó bằng nhau. Rất tốt. Cái này đã là nâng cao hơn một chút, nên các bạn cố gắng tập nhá. Thôi. Đó là đối với cầm. Đó là đối với cầm thuận côn. Sau đây chúng ta sẽ cầm nghịch côn. Cầm nghịch như sau này. Chúng ta đánh số 0 ngoài cùng chiều nhau. Đây hạ côn xuống. Đánh ngược từ dưới lên này. Đó. Nó rất đơn giản thôi, bởi vì là clip 2 chúng ta đã tập tốt những động tác này ở từng tay rồi. Thì sang clip 3 này thì chúng ta chỉ việc đánh cùng lúc hai côn hai bên. Đấy, cứ xoay như vậy nhá. Đây, mình là thân từ dưới đây, quay ngoài này nhá. Đó. Thôi. Xuôi từ trên xuống này. Để như này, hạ tay và đẩy ngoài như này. Đẩy ra hàng trước. Đó. Đây. Thôi. Bây giờ chúng ta lại đánh một cái này ngược lại như sau này. Cái tay trái cầm nghịch, tay phải chúng ta cầm thuận. Cầm thuận. Đấy. Bây giờ là một tay thuận một tay nghịch nhá. Nó sẽ hơi hách nắng một tí. Bây giờ chúng ta cùng đánh vào như thế này. Đấy. Có một chút thú vị ở đây. Đấy. Thôi, giờ chúng ta đánh ngược lại này. Đấy đà này, đánh ngược lại. Đó. Tương tự như vậy, các bạn cầm ngược sang bên kia nhá. Tất cả những động tác ở clip 2 mình đã hướng dẫn thì các bạn cứ như thế, các bạn đánh hai tay cùng một lúc là sẽ rất là ok. Đó. Thôi. Đó. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cái clip 3 là tập hai tay những động tác ở clip 2. Chúc các bạn thành công và hy vọng là những clip mình làm nó sẽ rất là dễ hiểu dành cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Chúc các bạn thành công.